Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh Xã Sệ Vốt. Hôm nay thì Xã Sệ và Lam Anh sẽ thử một vòng gọi là chiếc xe đạp mini, xem là đi tốc độ như thế nào nhá. Hiện tại anh Bin sẽ là người cầm máy quay để cho bố Xã Sệ và các con bạn Lam nhìn. Anh. Ok, các bạn theo dõi nhá. Cẩn thận ông bố bốc đầu ấy, cẩn thận đấy. Ok, nào thằng bé giữ chắc lại. Bóp bóp nó sợ gì? Tuột xích rồi. Tuột xích chưa? Tuột xích luôn. Tuột xích chưa? Tuột xích luôn các bạn. Tuột xích chưa? Xe vớ vẩn. Tuột xích chưa? Tuột xích luôn. Tuột xích chưa? Tuột xích rồi các bạn ạ. Sao có xe? Tuột xích rồi. Có xe em. Nhìn thấy tuột xích. Rồi. Ủa, đi đây đây để bố làm nhá. Đấy anh em ạ. Đi thể dục mệt thế đấy. Ôi ôi. Đi thể dục quá mệt. Đấy. Cái này bình thường bố đi một mình còn thích hơn. Cho các con đi cùng này. Toàn phải đi sửa xích cho con này. Đây là xe em con đi. Yeah. Ôi lại tuột đằng sau. Lại tuột đằng sau các bạn ạ. Bực. Bực hết cả mình. Bực hết cả mình. Bực cả mình lấy khổ. À xem nào. Bên đứng ra kia, bên đứng ra kia. Đấy cảm thấy nhá. Thôi đứng gần vào đây. Đấy, ok nhá. Là thấy mặt con chứ thấy mặt bố đâu. Đúng là bị sao? Đúng là bị mắc. Ủa? Hả? Hả? Con được thấy mặt con như thế mặt bố đâu. Không, cái này phải đi đạp nhẹ thôi con ạ. Thôi bố đi đạp đi mặt. Hả? Bố đi đạp mặt. Để bụng bố. Ôi chút bỏ theo, bỏ theo. Đấy quá, xích trùng quá. Rất mát. Xích trùng quá con ạ. Thôi hai anh em đi xe kia đèo nhau đi nào, đưa đây cho bố. Con đèo xe kia đi, anh Bin đèo em đi. Không phải ngại sợ. Đi xe này luôn á. Alo, mình ngủ coi cơ bạn à. Xe mình bị hỏng. Xe mình bị hết thằng các bạn ạ. Xe mình bị tổ chức cái hết trang. Cái này bao giờ đã về đến nhà. Xe mình là xe tao mơ tí. Bao giờ đã về đến nhà. Này nhà đây các bạn ơi. Bị bọn cầm cho bố đây. Đấy cứ cầm thế nha. Để bố đi nhá. Bố đi buồn có lượn lấy bóc cào. Các bạn ơi, các bạn thấy hai bố con nhà mình đi xe đẹp chưa? Xe ơi. Xe Lamborghini, xe đua ấy. Đây là xe Lamborghini lửa. Anh em ạ. Đây là Lamborghini lửa ơi. Mệt ta. Các bạn ơi, thấy mình rải chưa? Mình đi tê một tay mà mình vẫn đèo được thằng qué. Thằng đè hải qua xe. Đây là một chiếc xe hải qua xe. Một chiếc hải qua xe. Anh nhìn anh Bon, anh Bin đâu rồi? Anh Bin ở tít dưới kia. Anh Bin đi chậm. Ôi mỏi quá các bạn. Ok. Nào.
này kia anh Vin vòng rồi. Anh Vin ơi, nhanh lên anh Vin. Sao con đánh bố cho bố chưa là sao? Hả? Yeah. Nào. Đây bố xem này. Đứng dịp vào đây, đứng dịp vào đây. Rồi. Thấy chưa? Kẹp cái đấy lên ngực đi. Không là mất của bố đấy, nghịch nhà nó lạch quạch là mất đấy. Bố cái đấy hết pin chưa bố? Ok đi đi. À bố. Cái đấy hết pin rồi. Chưa. Đi đừng 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 bố xanh. Từ 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 đã. Chị bay đi đâu, đi đâu, về đâu. Rồi con đi đi. Chùa ơi. Đừng, đi 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 được. Đừng làm ngái nhỉ. Cứ đi đi. Làm ngái á mày kìa. Ô. Được được được, để thế cũng được. Cứ đi đi. Chị ong lâu 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 lâu. Chị bay đi đâu về đâu. Chú gà trống mới gáy, ông mặt trời thức dậy. Mà trên những cành hoa em đã thấy. Chị bay đi đâu chị bay về đâu. Chú gà trống mới gáy, ông mặt trời thức dậy. Chú ông em đi đâu ha. Từ từ. Ok đi đi. Cẩn thận đấy, ông ngã là chết đấy nha. Thôi đi đi. Bố cái đây chống nước à. Lúc nào tắm bồn cho con pha nhá. Nhá. Xin chào quý vị. Nhá bồn nhá. Đứng ngồi ở nơi ngã. Nhá bồn nhá. Ok. Đi làm ngoài chị cơ. Bay đi đâu về đâu. Đi làm ngoài cơm. Ôi trời ơi, tuột xích rồi. Suốt ngày đi tuột xích à trời. Cứ để đấy. Thôi thế là nó bị ấy rồi này. Chết rồi, hỏng à. Ôi. Xin chào các bạn, đây này đây. Đi tập thể dục được một tí thôi mà xe cộ nó cứ tuột xích liên tục cái này thì nhục quá nhục đấy. Các bạn nhìn thấy chưa, ô lại tuột ra ngoài rồi xe này bẩn hết cả tay các bạn, ghê quá. Được cái trên này lại bị cái dưới các bạn. Rất mệt. Rất là mệt mỏi. Được cái trên lại được cái dưới. Được cái trên lại bị cái... À. Trời rất đẹp. Ok. Bẩn tít. Ok. À. Bin cửa nhá. Đây, Bin ơi. Bin quay ra. À. Nào con, lên đi. Này. Cầm lên. Đấy, quay cho bố nha, quay đi lên kia nha. Dạ. Ok, và bây giờ hai bố con nhà mình đã xong. Quạt. Quá đẳng cấp các bạn ạ. Xe mini nhưng mà rất khỏe. Xe bố mình á. Không, xe mình đâu. Xe mình ở nhà cơ. Bố mình đang đi này quá vui các bạn ạ. Thuyền ơi.
là bố đánh bóng với em bên đánh bố. Tím đâu đấy? Thế là của con á. Em này không nhận ra. Bóng đỏ. Em đi phải phân à? Ok thôi đi thôi. Trường con nhỉ?